Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, hôm nay là buổi sáng đầu tuần thứ hai 26 tháng 10, 2020. Chị Nguyễn và Lê Lê vẫn may mắn còn ở lại bên khu Six Sense Resort Ninh Vân Bay. Và buổi sáng hôm nay thì chúng tôi lại có một cái cơ hội trò chuyện với một người trẻ, rất trẻ ở đây, anh Nguyễn Bá Quang. Nhưng thưa các bạn, anh Nguyễn Bá Quang tuy trẻ nhưng mà cũng có một cái cuộc sống hết sức là sôi nổi. Sôi nổi như thế nào và tại sao anh lại có mặt ở Six Sense Bay, Ninh Vân Bay hôm nay thì chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhé. Trước hết là bây giờ tôi cũng phải rất nhiều thắc mắc về cái người trẻ này. Anh xin chào em. Chào em, chào anh ạ. Dạ, hôm nay buổi sáng thứ hai, em cảm thấy ngày đầu tuần của mình như thế nào? Dạ, ngày đầu tuần thì khá là thoải mái vì không khí ở Nha Trang thì rất là mát mẻ, dễ chịu. Hôm nay thì anh thấy là em mặc một cái bộ đồ rất là Six Sense đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì em, bây giờ hiện nay là cái công việc của mình như thế nào? Buổi sáng hôm nay vai trò gì mình ở đây? Dạ vâng ạ, thì bộ đồ này là vai trò ở Six Sense, thì bộ đồ này là vai trò là quản gia. Quản gia có nghĩa là ở đây thì nó sẽ có những ai ở đây thì được phân một quản gia phụ trách, thì tất cả mọi dịch vụ, tất cả mọi yêu cầu đều được quản gia đáp ứng. Tức là cái bộ đồ tím là dành cho quản gia. Dạ vâng. Vâng, đó, như chúng ta thấy là khởi đầu biết là anh Nguyễn Bá Quang này đang là thực tập để trở thành quản gia chính thức ở đây. Nhưng mà trước khi nói về cái câu chuyện ở đây thì chúng tôi muốn quý vị khán giả tìm hiểu một chút về cái công việc cũng như là việc học hành của anh trước đây, trước khi đến với lại Six Sense. Trước đây thì như thế nào nhỉ? Mình khởi đầu về cái việc đi học của Quang đi. Dạ vâng, thì câu chuyện này nó cũng khá là nhiều biến đổi. Rồi. Vì khi em học đại học xong thì học cấp 3 xong thì vào đại học thì mình ở Đà Nẵng. Dạ vâng, ở Đà Nẵng. Dạ. Thì mình cũng chưa có một hình dung gì về cái ngành mình sẽ chọn là cái việc mình sẽ làm cả. Thời đấy thì mình chỉ mong là vào được đại học để mình ăn chơi thôi. Thì mình bắt đầu mình chọn ngành điện tử viễn thông, tại vì thời điểm đấy là điện tử viễn thông, ngành về điện tử nó rất là hot và nó dễ kiếm việc làm. Tức là cách đây 6 năm đúng không? Dạ vâng, năm 2012. 2012. Là 8 năm. 8 năm rồi. Dạ vâng. Thì nhưng mà khi vào học Bách khoa học đến năm 4 thì cảm thấy là mình không có phù hợp với cái ngành này. Mình thích được nói chuyện với người khác, mình thích được gặp người mới mỗi ngày hơn là việc ngồi trước màn hình máy tính, hay là hơn là việc ngồi sửa những cái máy móc thiết bị. Thì mặc dù là thời điểm đó là mình có một cái con đường tương lai rất là rộng mở để mà có cái cơ hội công việc sau này, nhưng mà mình lại quyết định là vào năm tư đại học thì mình quyết định mình rẽ sang học một cái trường cao đẳng về khách sạn trong vòng 2 năm. Có nghĩa là thời điểm đó cũng rất là khó khăn bởi vì mình phải học hai trường một lúc. Bố mẹ thì cũng ủng hộ, một phần thì ủng hộ, một phần cũng lo cho tương lai của mình, nên là cũng từ lo tương lai của con thì cũng bảo là bây giờ con cứ phải cố gắng lấy được cái bằng đại học để làm cái dắt bên mình, để mang theo bên mình. Còn việc con học cao đẳng khách sạn thì đó là việc của con, con đam mê, con thích thì con có thể theo. Thì cuối cùng lại chật vật mãi thì sau 7 năm trong đi học thì bắt đầu mới lấy được bằng đại học Bách khoa, và cùng lúc đó là học xong chương trình cao đẳng khách sạn tại trường FPT ở Đà Nẵng. Thì lúc đấy thì khách sạn cũng khá là mới ở trường cao đẳng FPT. Mình học xong, sau đó thì mình đi làm thực tập tại khách sạn 4 sao và mình có cơ hội tiếp xúc với ngành khách sạn hơn. Mình đi làm ở đấy được 1 năm. Và lúc đấy là mình lại có một suy nghĩ là mình muốn học lên nữa, học Thụy Sĩ, vì đó là cái môi trường nổi tiếng về ngành khách sạn. Được giao lưu văn hóa với những các cái bạn sinh viên quốc tế. Thế là mình quyết định là bây giờ mình phải trong 1 năm mình phải làm gì để có thể đủ cái hành trang để mình đi du học. Bắt đầu mình đi học thêm tiếng Anh. Mình nghỉ ở khách sạn 4 sao và quay trở lại làm một cái mô hình nó nhỏ hơn, là mô hình hostel. Là một cái mô hình chỉ chuyên dành cho Tây du lịch bụi. Vì đấy là mô hình mà mình có thể tiếp xúc với người nước ngoài được nhiều nhất có thể. Mình quay lại đấy mình làm giám sát, mình làm quản lý một cái hostel nhỏ. Mặc dù là môi trường nó sẽ không cao cấp bằng 4 sao, 5 sao, nhưng mà đổi lại là mình có cái trải nghiệm cùng với các vị khách nước ngoài. Mình có những người bạn. Thế là sau 1 năm làm quản lý ở một cái hostel Memory ở Đà Nẵng, cũng rất là nổi tiếng ở Đà Nẵng, thì mình có cơ hội được đi du học. Lúc đấy đạt được đủ điều kiện đi du học. Và đấy là đi sang Thụy Sĩ học 1 năm. Và thời điểm này là thời điểm vừa xong để mà quay trở về. Cũng khá là tiếc bởi vì là dịch nó diễn ra, nên là mình về sớm hơn dự định. Đúng ra thì sẽ học ở Thụy Sĩ và thực tập ở nước ngoài luôn. Lẽ ra là sẽ được học thêm bao lâu ở Thụy Sĩ? Lẽ ra là tháng 7 này là kết thúc xong. Thì mình sẽ có thực tập 1 năm nữa ở Thụy Sĩ. Nhưng mà bây giờ là tháng 10 rồi.
và mình đã phải quay về Việt Nam, em đã phải quay về Việt Nam vào tháng 3. À, vì dịch. Sớm hơn dự định. Dạ, sớm hơn dự định. Quả nhiên là chỉ có mấy phút thôi mà anh Nguyễn Bắc Quang đã cho chúng ta thấy một cái dòng đời trôi nổi. Từ Đại học Bách Khoa chuyển qua cao đẳng khách sạn du lịch, rồi thực tập ở những khách sạn 4 sao phải không ạ? Dạ vâng. Trong cái thời gian mà đi học ở cao đẳng khách sạn và du lịch như vậy, dạ, thì là Quang đã được học cái gì? Dạ, ở cao đẳng thì vì đấy là một cái cao đẳng nghề, trong vòng 2 năm thôi, nó rất là ngắn. Thì nó chỉ dạy, nó dạy chúng ta là về cũng về nhân sự, về chuyên môn khách sạn, về buồng phòng, về nhà hàng, về lễ tân và tất cả những kỹ năng cần thiết để khi mà ra thì mình có thể hoàn toàn có thể làm. Tức là về mặt lý thuyết là mình được trang bị cái điều đấy và thực hành luôn. À, thực hành luôn. À, tôi rất là ngạc nhiên là bởi vì, nhưng mà cái sự ngạc nhiên nó cũng có sự hữu lý thôi, là bởi vì Việt Nam của chúng ta đang mở rộng cái ngành du lịch khách sạn là cần phải được chuyên nghiệp hóa. Và tất cả những người sinh viên học ở đó được đào tạo giống như Nguyễn Bắc Quang, để khi ra đời chúng ta không bỡ ngỡ phục vụ. Tại vì giờ đẳng cấp Việt Nam nó có nhiều lắm. Trở lại với cái câu chuyện khách sạn 4 sao, dạ, lúc đó là Quang làm việc được bao lâu và đã có những cái kinh nghiệm như thế nào một cách cụ thể? À, dạ vâng, em làm khách sạn 4 sao thì được 6 tháng. Thì đúng ra là đấy là chỉ là môi trường để thực tập trong vòng 1 tháng. Nhưng mà bởi vì là cái điểm hay ở chỗ là mình lại có cái điểm mạnh là ngoại ngữ. Mặc dù lúc đấy cái kỹ năng và kinh nghiệm của mình nó chưa có nhiều, mình chỉ được thông qua trường lớp cao đẳng và mình có được học thực ra là cũng rất là kỹ về lễ tân, về buồng phòng, về nhà hàng. Nhưng mà để từ việc học rất là kỹ đó, nhưng mà về việc ra đi làm nó lại là câu chuyện khác. Thì mình cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều, nên trong vòng 1 tháng thực tập thì mình chỉ có đi qua đi lại rồi làm những việc rất là lạc vặt. Nhưng mà bởi vì nhờ là mình có tiếng Anh rất là tốt nên là mình xông xáo vào, mình giới thiệu dịch vụ cho khách, mình giúp đỡ khách những lúc khó khăn, khách nước ngoài. Nên là dẫn đấy là mình được sếp tin tưởng nhiều hơn. Và sau tháng sau là đúng ra là 2 tháng thực tập, nhưng mà chỉ cần 1 tháng thực tập thôi là tháng sau sếp quyết định là sẽ ký hợp đồng để làm chính thức. Và em làm chính thức ở đấy được 5 tháng thì bắt đầu xin sếp là thôi cho em nghỉ, bởi vì em có một cái dự định lớn hơn là em đi du học. Em phải cần thời gian để em chuẩn bị tiếng Anh, chuẩn bị hành trang để em đi du học, nên là xin sếp để nghỉ. Như vậy là chúng ta thấy là xuất phát điểm có thể các sinh viên đều giống nhau, nhưng cái sự năng động, năng nổ và đặc biệt là chú trọng vào trong cái việc mà tiếp xúc với lại khách hàng, đặc biệt ở đây là những khách hàng ở nước ngoài. Do đó cái vốn tiếng Anh của anh Quang đã giúp cho anh thuận lợi hơn trong cái việc tiếp cận với khách hàng. Trong cái việc mà gặp những cái du khách ở nước ngoài về trong cái gọi là những cái môi trường khách sạn 4 sao cũng phải gọi là sang trọng đúng không ạ? Dạ vâng. Lúc đó thì em thấy cái người khách ở nước ngoài vào Việt Nam, cái suy nghĩ của họ thế nào khi tiếp cận với lại Việt Nam, cũng giống như kể cả những cái cung cách phục vụ của một nhân viên như Quang. Vâng, thì khách nước ngoài khi mà người ta đến Việt Nam ấy, thì người ta cũng mong muốn, người ta muốn trải nghiệm những cái nơi mới, vì châu Á đang là một cái nước mà châu Âu người ta rất là muốn đến khám phá, rất là muốn đến nghỉ ngơi. Và đặc biệt Đà Nẵng, cái vùng, cái khu vực khách sạn ở Đà Nẵng đối diện biển rất là đẹp. Cái khách sạn đó là tên gì? Tên là Manila. Manila. Dạ vâng. Okay. Thì cũng là của Việt Nam ạ, 4 sao. Mà khách nước ngoài thì người ta đến, nó đối diện biển, nó chỉ cách khoảng tầm 2 phút đi bộ là sang đến biển, giống như cái đường Trần Phú của Nha Trang mình. Thì khách người ta rất là mong muốn được trải nghiệm. Phục vụ khách nước ngoài thì nó cũng có một cái khó ở chỗ là mình phải hiểu được cái văn hóa, hiểu được cái cách giao tiếp cùng với người nước ngoài, hiểu được là người ta muốn cái gì và người ta không muốn cái gì, để mình có thể offer, mình có thể hỗ trợ khách một cách tốt nhất. Để hiểu được như vậy thì chắc là Quang cũng phải tra cứu, tự học thêm và tìm hiểu những cái nét văn hóa chung chung như vậy. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Thì em cũng là một người rất là mê phim. Thì từ phim ảnh thì mình mới có thể ra đời thực một cách dễ dàng được. Thì mình thông qua phim Mỹ, phim các loại phim Hàn Quốc, rồi phim Nhật Bản, để mình có thể hiểu được cái văn hóa sống của người khác. Thì khách nước ngoài thực ra giống như mình Việt Nam cũng vậy, khi mình qua nước ngoài mà ai đó chào mình một câu xin chào là mình cảm thấy rất là vui, bởi vì là người đó người ta biết tiếng của mình hoặc là có một cái sự kết nối nào đấy. Thì người nước ngoài cũng vậy, mình mặc dù mình có thể không được nói được nhiều thứ tiếng, nhưng mà một vài câu xin chào, một vài câu cảm ơn bằng cái ngôn ngữ của người khác mình phải biết, thông qua phim ảnh, thông qua tra cứu, để mình có một cái mối liên kết cùng với người ta, người cùng với người khác. Rồi những cái điểm rất là dễ liên kết, ví dụ như huấn luyện viên của đội Việt Nam là Park Hang-seo, là người Hàn Quốc, thì mình cũng phải biết cái cách phát âm đó. Việt Nam mình phát âm từ đó là Park Hang-seo, nhưng mà thực ra nó phải là Park Hang-seo. Thì mình biết khi mình gặp khách Hàn Quốc thì mình cùng nhau có chung một cái kết nối là ồ, tôi rất hâm mộ ông đấy, vì ông đấy giúp cho Việt Nam mình vô địch của U23.
thì tự nhiên lại có cái kết nối thì người ta lại dễ gần gũi mình hơn. Đấy, đây, cái đó, câu chuyện như vậy. Đây là một trong những cái bí quyết mà anh Quang đã tiết lộ cho những người đi theo những cái ngành du lịch. Đây là học hàm thụ qua phim ảnh, phim Hollywood rồi phim của Hàn Quốc vân vân. Và những cái và trong cái nhịp nó thì là Quang chắc là cũng có nhiều người bạn ở nước ngoài, mặc dù họ đến họ đúng rồi sau đó mình kết nối và giữ liên lạc đúng không? Rất là tuyệt vời ạ. Bởi vì tháng 9 năm 2018 không tháng 3 năm 2019 là trước khi em đi du học, em đi du học vào tháng 9 năm 2019 thì vào tháng 3 thì em có phục vụ một bạn khách người người Pháp nhưng mà sống ở Đức. Bạn ở bên hostel Memory ở Đà Nẵng. Bạn ở khoảng tầm vài ngày thì em có nói chuyện, có chụp hình, hai người có đi chơi đi ăn với nhau thì hẹn nhau là vào một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Đức. Và đúng thế, 6 tháng sau là tháng 9 em sang Thụy Sĩ du học, và tháng 12 là được nghỉ một kỳ lễ đông và em sang Đức. Thì bạn đó đón em tại Đức và bảo bảo là bạn trai. Bạn không phải bạn, bạn đấy là một bạn khách thôi. Bạn khách, nhưng mà bạn trai hay bạn gái? Bạn trai, một người nước ngoài, bạn nam. Thì bạn đón mình ở đấy, bạn bảo là ồ tao rất là bất ngờ. Bởi vì là một cuộc hội ngộ, mình cũng ở nhà bạn luôn. Bạn dẫn đi ăn các thứ. Thì đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Mà khi mà mình giúp đỡ người ta ở nước mình ấy, mình cũng không nghĩ gì nhiều. Và có rất nhiều khách như vậy. Đấy chỉ là một ví dụ, cũng có một cặp đôi, một bạn nam, một bạn nữ. Cũng một cặp đôi sống tại Barcelona, ở Tây Ban Nha. Thì khi mà em sang đấy là hai bạn ra tận nơi đó, rồi thuê nhà sẵn, rồi dẫn đi chơi, đi xem Barcelona đá một trận đấu trên sân Nou Camp. Rất là nhiều trải nghiệm tuyệt vời mà lúc mà mình giúp đỡ người ta ở Việt Nam, ở Đà Nẵng thì mình cũng không nghĩ gì nhiều cả. Mình chỉ nghĩ là người ta đến một nơi đất khách thì mình giúp được gì thì mình giúp, mình chia sẻ được kinh nghiệm gì thì mình chia sẻ. Nhưng mà sau đấy, nửa năm sau, không ngờ rằng là mình lại ở trên đất của người ta và người ta là người giúp đỡ lại mình. Như vậy là chúng ta thấy qua cái trải nghiệm của Nguyễn Bá Quang thì cái việc du lịch nó không phải là chỉ có đơn thuần giúp đỡ ta như là một cái nghĩa vụ, mà đồng thời đây lại là một cái sự kết nối giữa con người với con người. Và đồng thời khi mình mở lòng ra thì trở thành bạn bè, và ở một cái phương trời xa lạ như ở bên Tây Ban Nha hay là như ở bên Đức, ở bên châu Âu thì bạn Quang đã được cái sự gọi là giúp đỡ ngược trở lại. Và đây là một cái sự mà có thể nói là cũng khá là khá thú vị. Trở lại cái câu chuyện mà làm hostel ở bên chỗ Đà Nẵng ấy, thì khi tiếp xúc với một cái thế giới du lịch khác với lại 4 sao đúng không ạ? Thì Quang có cái nhận xét gì về những người khách du lịch ở một cái gọi là tầng lớp Tây Ba Lô vân vân? Nó thực sự là một cái câu chuyện cực kỳ khác biệt. Bởi vì khách 4 sao hay 5 sao hay là những cái nơi cao cấp thì người ta chỉ muốn ở tại khách sạn, điều hòa máy lạnh. Sáng dậy đi tắm biển, về lại khách sạn và đi ăn. Là câu chuyện họ chỉ đến thế. Người ta có muốn nghỉ dưỡng lộ trình cố định. Dạ vâng, người ta muốn nghỉ dưỡng rồi. Và người ta có thể đi một vài cái tour khám phá một vài địa điểm. Và người ta chi tiền cho những cái dịch vụ đấy, thuê xe. Nhưng mà khách Tây Ba Lô thì người ta cũng muốn đi một mình, cũng muốn trải nghiệm những cái dịch vụ mà chỉ người local, những người địa phương mới có thể trải nghiệm. Người ta sẽ ăn những cái đặc sản địa phương, người ta sẽ muốn trải nghiệm đi xe máy, rất là nhiều. Tức là hòa đồng vào cái đời sống, vào đời sống của địa phương. Những người càng sâu càng tốt. Càng sâu càng tốt, đặc biệt càng sâu càng tốt là người ta rất là thích. Vậy thì cái việc mà là mình giúp họ như vậy, tất nhiên mình phải có kiến thức về địa phương, có những cái nơi chốn đi lại và quan trọng nhất là giữ cái an toàn, an ninh cho họ đúng không? Dạ vâng, chính xác. Những cái việc đó thì mình là một cái người hướng dẫn, một cái người là gai như vậy là mình phải bảo vệ họ. Dạ đúng rồi. Và mình cái điều đó mình là Quang làm rất tốt. Dạ vâng, vì mình cũng là một người cực kỳ thích trải nghiệm, cực kỳ thích, mình người trẻ, mình thích trải nghiệm, mình thích khám phá. Và khi mà ở Đà Nẵng thì mình đã đi rất nhiều ngõ ngách, rất nhiều nơi mà có thể những người địa phương, mà những người nào mà không đi nhiều người ta cũng sẽ chẳng biết được những địa điểm đấy. Những quán ăn, những cái địa điểm đứng ở đâu có thể chụp hình đẹp nhất. Rồi lên đỉnh Sơn Trà, lên núi, rất là nhiều cái địa điểm mà mình có thể chia sẻ với khách. Vậy là đứng ở cái vai trò một cái người cứ tạm gọi là chủ nhà đi. Chúng ta sống ở đất nước Việt Nam, ta hiểu con người văn hóa Việt Nam, cho nên là đã giúp đỡ rất nhiều những du khách đến. Và đó cũng là một cái kinh nghiệm mà khi mà Nguyễn Bá Quang chọn cái ngành khách sạn và du lịch để mà cống hiến giúp đỡ mình trong cái tuổi thanh xuân rất là trẻ trung, thay vì đi học chuyện khác hay là thăng tiến nghề nghiệp theo những lĩnh vực khác. Quang có nghĩ rằng cái sự chọn lựa của mình cho tới ngày hôm nay mình cảm thấy là nó đã đúng hướng chưa? Hay là đúng sở thích chưa?
Vâng, anh hỏi câu cũng rất là hay. Đó là cái câu hỏi mà mình em cũng 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 hỏi bản thân mình rất là nhiều. Thậm chí đến ngày hôm nay cũng tự hỏi bản thân mình là con đường mình đi nó có đúng hay không. Thì em đến bây giờ thì em nghĩ rằng mình cũng không có nhìn hay là phán xét nhiều về quá khứ của mình nữa. Bởi vì là con đường mình đi đúng hay không thì đó là quyết định của mình tại thời điểm đó rồi. Thì em thấy rằng mặc dù nó rất là nhiều trong chơi, bởi vì như anh thấy là bây giờ em đang làm việc ở Six Senses Nha Trang, một resort rất là nổi tiếng và cách rất là xa so với quê nhà mình ở Đà Nẵng. Thì mình thấy là đó là những trải nghiệm mình còn trẻ, mình còn cống hiến được, mình còn thỏa mãn được cái đam mê của mình thì mình cứ làm. Hơn là mình có một công việc làm ổn định nhưng mà nó lại không có có thỏa mãn được cái đam mê của mình, lúc nào mình cũng cảm thấy bị chùn chân, lúc nào mình cũng muốn đi cả. Thì bây giờ em cảm thấy rất là thoải mái với lại cái tức là cái tinh thần lúc nào mình cũng sẵn sàng đi và dạ, đi và đi và cái công việc nó chỉ trải nghiệm trong cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình thôi. Dạ vâng. Thưa các bạn, hiện nay thì như chúng ta biết là anh Nguyễn Bắc Quang đã apply, tức là đã xin vào cái công việc trở thành quản gia của một cái khu có thể nói là đệ nhất về resort ở Việt Nam, đó là Ninh Vân Bay Six Senses. Thì xin hỏi là cái việc mà apply vào đâu, xin cái công việc này nó có khó không? Dựa trên những cái cơ sở nào để mình xin một cái vai trò mà tôi cho là cũng rất là quan trọng ở đây? Dạ vâng, thực sự là xin vào đây em nghĩ là sẽ khó. Bởi vì là vị trí này là vị trí quản gia, có nghĩa là trực tiếp và giao tiếp với khách và trực tiếp xử lý những yêu cầu đặt ra từ khách, từ việc đặt nhà hàng, đặt những cái chương trình đi chơi, trải nghiệm cho đến những cái nhu cầu hoặc là những vấn đề phát sinh xảy ra đối với khách. Mình là người trực tiếp giải quyết. Không có quá nhiều resort hay là khách sạn ở Việt Nam có chế độ này. Nó gọi là butler service. Nó không có quá nhiều. Ví dụ như Intercontinental ở Đà Nẵng, một resort 5 sao đẳng cấp, thì chỉ những khách VIP, những khách VIP thì mới có thể được sử dụng dịch vụ này, butler, dịch vụ quản gia. Nhưng mà ở đây Six Senses thì tất cả mỗi villa, tất cả khách chỉ cần đến đây sẽ được giao cho một quản gia phụ trách. Thì công việc cực kỳ khó, đặc biệt bây giờ đang là mùa khách Việt nhưng mà mùa khách nước ngoài thì nó sẽ là một cái thử thách rất là lớn. Quang đã có cái sự chuẩn bị để đón tiếp những cái vị khách nước ngoài chưa? Dạ, Việt Nam thì tất nhiên chúng ta rất thân thuộc và chúng ta có một cái sự hiểu biết khác, nhưng nước ngoài sự chuẩn bị của Quang như thế nào? Dạ vâng, thì như lúc trước thì em thấy là mình bỏ một năm mình làm ở hostel nó không phải là uổng phí. Mặc dù quy mô nhỏ, lương không cao nhưng mà mình được trải nghiệm rất là nhiều nền văn hóa khác nhau, mình trải nghiệm rất là nhiều, mình tiếp xúc trực tiếp gần như là cả ngày với lại khách nước ngoài. Mình đi với người ta cả ngày rồi mình trải nghiệm dịch vụ cùng với lại khách. Thì em cảm thấy là cái mức độ gần gũi và mức độ am hiểu văn hóa các nước của em với lại khách thì nó cũng khá là tương đồng. Nên là em cũng chuẩn bị sẵn sàng cái tâm lý là sau đợt dịch Covid thì mình có sẽ trực tiếp phục vụ được các vị khách nước ngoài ở tại Six Senses Dubai này. Về mặt tâm lý thì tôi nghĩ như thế này, không biết có đúng không, những người khách nước ngoài họ đến đây nó có thể là hai thái độ khác nhau. Một là họ tìm đến những cái người phục vụ họ là khách châu Âu, người nước ngoài, thậm chí người Mỹ, người vân vân tới đây thì họ thấy cảm thấy nó gần gũi, họ dễ trao đổi hơn. Nhưng một thái độ khác, một suy nghĩ khác là có thể là tìm đến một cái người Việt Nam nhưng am hiểu về văn hóa, về ngôn ngữ và nhiệt tình. Thì lúc đó đây là một cái cuộc, mình cứ tạm gọi là một cuộc chạy đua về mặt tâm lý, đúng không ạ? Vâng, dạ chính xác ạ. Quang có thể phân tích cái chuyện là cái ưu thế của Quang như thế nào so với những người khác? Thực sự thì khi mà khách nước ngoài đến Việt Nam ấy thì người ta đã có một cái suy nghĩ là người ta muốn tìm hiểu và muốn trải nghiệm một nền văn hóa mới rồi. Muốn được nghỉ dưỡng tại một cái địa điểm mới, muốn những cái mới. Những cái mới thì tất nhiên cũng sẽ có những vị khách là người ta chỉ muốn tiếp xúc với lại những người mà cùng văn hóa hay là cùng đất nước cũng khách thôi. Nhưng mà đối với em thì em đã có những đã có thời gian, đặc biệt là học ở Thụy Sĩ một năm. Thì trong lớp mình toàn là người Pháp, người Trung Quốc, người Ấn Độ, rất là nhiều bạn từ các quốc gia khác với nhau. Thì rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều kiến thức được chia sẻ lẫn nhau. Thì từ đó em có thể quay trở lại trong công việc, mình có thể có chuyện để kết nối với khách. Giả sử mình gặp một khách nào đó từ châu Âu và từ Thụy Sĩ thì sao? Rất là dễ để kết nối với khách là mình rất là nhớ Thụy Sĩ, rồi mình đã đi được nước này. Nó cũng giống như câu chuyện là Việt Nam mình sang nước ngoài và gặp một người bạn cũng đã từng ở Việt Nam thì câu chuyện nó rất là gần gũi với nhau và rất là dễ chia sẻ. Thì đấy là cái mà em nghĩ là một cái thế mạnh mà mình đang có. Như vậy là vẫn cứ xem phim Hollywood, vẫn cứ xem phim Hàn Quốc để chúng ta cập nhật cái kiến thức của mình về cái điều đấy.
khi tiếp xúc với lại những cái người khách mà lớn tuổi một chút ở đây chẳng hạn, đây là ví dụ như là những người khách mà ở một cái giai tầng khác hoặc là một cái lĩnh vực khác, cái việc tiếp xúc với họ trong cái lúc đầu để phá vỡ cái tảng băng khoảng cách đó, kinh nghiệm của Quang nên làm thế nào? Em thấy là thứ nhất là cái sự chân thành của mình, bởi vì cái ý nghĩa của cái từ hospitality nó bao trọn cả ngành nhà hàng, ngành khách sạn, các ngành dịch vụ, casino, tất cả mọi thứ nó đều gọi chung là hospitality. Dịch tới tiếng Việt thì có một cái nghĩa là gọi là niềm mến khách, sự mến khách, niềm nở. Đấy thì đấy nó gọi là ngành dịch vụ. Thì khi chúng ta cùng niềm nở với khách, gặp khách là điều đầu tiên chúng ta trao nhau nụ cười, ta hỏi thăm sức khỏe, rồi chúng ta quan tâm khách, thì những cái sự gần gũi đó dần dần nó sẽ phá vỡ đi cái khoảng cách, kể cả độ tuổi, kể cả về quốc tịch, rất là nhiều thứ. Bởi vì khách khi đến đây là người ta đã đi một chặng đường rất là dài. Khách Việt thì không nói, nhưng mà khách nước ngoài người ta đi chặng đường rất là dài, bay bao nhiêu ngàn km, trải qua bao nhiêu sự từ máy bay xuống rồi để đi tàu nữa, người ta rất là mệt. Thì những sự quan tâm, những sự chia sẻ, những gần gũi nó rất là quan trọng để giúp chúng ta có thể phá vỡ đi khoảng cách giao tiếp. Chính xác như vậy. Chúng tôi đang nói chuyện với anh Nguyễn Bá Quang về ngành du lịch nói riêng, và cũng giống như là cái đời sống của một cái người thanh niên trẻ trải nghiệm nhiều trong cái ngành du lịch. Đúng giống như là Quang nói, khi chúng tôi tới với lại Ninh Vân Base thì chúng tôi thấy được cái sự chào đón của những cái người quản gia ở đây, những người nhân viên ở đây, và luôn luôn họ đều mở một cái nụ cười và quan tâm thực sự. Ở đây không phải là cái vấn đề phục vụ giữa những cái người làm việc và những người khác nữa, mà gần như là trong một cái trở về một cái nơi chúng ta được vỗ về, được cởi mở. Cái điều đó là có phải chăng là đã được training rất là kỹ lưỡng, hay là đây là cái tùy cái tâm tính của mỗi người? Dạ không, ở Six Senses Ninh Vân Bay ấy, thì nó là một cái, ví dụ như em là một người mới vào thì em đã mất khoảng tầm 3 đến 4 ngày để được học về những cái giá trị cốt lõi của Ninh Vân Bay, học về những điều về sự phát triển bền vững, những cái giá trị mà Ninh Vân Bay hướng đến, rồi học về việc là Ninh Vân Bay rất là chú trọng về sức khỏe của mọi người, rồi những cái nụ cười, rất là nhiều thứ mình được học. Sau đó thì mình lại thêm một khoảng thời gian dài, một tháng để mình training tới các bộ phận khác nhau. Nhưng mà điều đặc biệt em trải nghiệm sau một tháng ở đây thì em thấy là đó là sự tự nhiên. Sự tự nhiên vì con người ở đây người ta rất là hiền lành, rất là niềm nở, rồi rất là vui vẻ. Em cảm nhận được điều đó, nó hoàn toàn không phải là một thứ gì đó có thể học hay là dạy được. Nó xuất phát từ cái lòng tự nhiên của con người ở đây. Em nghĩ là khi mà mọi người, một cái nhóm nhỏ hay là một cái giá trị từ một cái tổ chức công ty nó tự nhiên như vậy thì dần dần nó sẽ lan tỏa ra những người khác. Và những người mới, ví dụ như em, khi mà em vừa vào thì chưa cần những bài học mới, nhưng mà em đã tự cảm nhận được và tự hòa mình vào trong cái cộng đồng này rồi. Tự mình điều chỉnh cho nó phù hợp, và cái bản chất của mình cũng là cái người rất là gần gũi rồi. Một tháng ở đây thì Quang cảm thấy cái môi trường về mặt thiên nhiên ở đây như thế nào? Có một vài cái điểm gì mà Quang nhận xét? Thiên nhiên ở đây cực kỳ... Thứ nhất là về thời tiết cực kỳ mát mẻ. Và ở đây là cây xanh rất là nhiều, và em là một người cũng rất là thích cây, rất là thích thiên nhiên. Rồi có biển, buổi sáng thì có thể đi leo núi. Và GM ở đây, tổng giám đốc ở đây thì bác Andrew là một người cũng rất là vui vẻ, và là nhân viên rất là nhiệt tình. Thì buổi sáng 6 giờ, 5 rưỡi 6 giờ thì mình dậy sớm, thì bác có rủ mọi người đi leo núi khoảng tầm 15-20 phút, sau đó trở về ăn sáng. Thì những cái việc gần gũi với thiên nhiên, rồi rất là nhiều thứ. Ở đây cũng có cả trang trại để mà trồng rau, trồng cây, các loại thực phẩm, cây trái, rau, mùi rau cỏ, rồi có cả chạy gà, những cái thứ nó làm em cảm thấy là thứ rất là gần gũi với thiên nhiên. Đối với lại những người khác nước ngoài thì tới đây chúng tôi phải công nhận là một cái thiên đường, họ trở về với lại thiên nhiên, giống những cái vườn rau, rồi những cái chương trình để người ta tập sống gần lại, làm giấy, rồi cho trẻ con nó học cái cách làm bánh vân vân. Những cái điều đó nó đối với lại người Việt Nam là bình thường, nhưng đối với những người nước ngoài đây là những cái trải nghiệm rất là thú vị. Nhưng những người làm quản lý như là anh Quang phải thấu hiểu được cái tâm lý đó. Tại vì đôi khi mình, người ta có cái chữ là bụt chùa nhà không thiêng, tức là mình xem thường quá. Nhưng mà đối với khách tới là họ tôi muốn thế này thế kia, thì mình lại nói là cái chuyện đó chẳng có gì hay đâu. Cái điều quan trọng tôi muốn nói đây là anh Nguyễn Bá Quang đã hiểu được cái tâm lý của người nước ngoài, và đặt mình vào trong cái vị thế, vị trí của họ, để mình làm cho cái cuộc vui, cái đời sống của họ khi trải nghiệm ở Six Senses nó cảm thấy nó thú vị hơn, đúng không ạ? Dạ vâng. Đó là một trong những cái điều mà chúng tôi muốn
Và bây giờ trước khi mà có lẽ là mình đã tìm hiểu nhau và rất chúc mừng Quang đã tìm được cái một cái niềm hăng say, say mê trong cái công của mình. Nhưng mà cái cuối cùng mình muốn đóng lại cái câu chuyện mình là cái thông điệp mà Nguyễn Bác Quang muốn gửi đến những cái người cùng thế hệ với mình, cùng tuổi trẻ với mình, khi mà bây giờ mình đang chọn hướng đi, đúng không? Thì cái điều gì mà Quang muốn nói với những cái người trẻ đó khi mà Quang đã học, đi ra nước ngoài và trở về làm việc phục vụ cho một cái đất nước, một cái nơi mà rất là tươi đẹp như thế này? Vâng. Thì em cũng gửi đến các bạn trẻ ngang độ tuổi mình, hoặc là trẻ hơn, hoặc là những bạn mà vừa bước chân ra khỏi đại học, thì chẳng còn cách nào để mà tìm ra được cái việc mình đam mê, mình thích bằng việc là mình phải làm thật nhiều. Mình phải trải nghiệm thật nhiều, có thể tốn nhiều thời gian hơn người khác. Có người người ta đi nhanh hơn, người ta có may mắn, người ta tìm được cái việc người ta thích và người ta đi đúng cái con đường đấy. Còn mình chưa hẳn là không phải là may mắn, mình cứ trải nghiệm đi 1 năm, 2 năm để mình có thể tìm ra được cái việc mình yêu thích, đam mê với nó, việc gì phù hợp với mình. Và đặc biệt quan trọng nữa là phải là ngoại ngữ. Thì với có ngoại ngữ thì mình có thể đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Mình không làm được việc này thì mình làm việc khác, nó có cái cơ hội rất là lớn cho dành cho mình. Còn nếu mình đã không tìm được việc mình thích, mình đã không có yếu tố ngoại ngữ nữa, thì bây giờ cái việc tiếp cận những cái ngành nghề hay là tiếp cận những cái công việc nó sẽ rất là khó cho các bạn. Đấy là cái điều em muốn chia sẻ. Hãy khát khao, hãy trải nghiệm, hãy lao ra để mà tìm được cái thứ mình thích và kết hợp thêm yếu tố ngoại ngữ để làm cái hành trang cho mình. Như vậy là yếu tố ngoại ngữ là một cái master key để mà mở tất cả những cánh cửa khác với những ngành nghề khác, nhưng cộng với cái đam mê sẽ là một cái điều mà chúng ta dẫn đến ít nhất là người ta gọi là không thành công thì cũng thành nhân. Tôi nói chuyện với lại ông Andrew, tổng quản ở đây, thì ông nói rằng ông đã đi nhiều nước rồi, đi bao nhiêu nước khắp nơi và làm cái công việc này nhiều năm, nhưng cuối cùng ông vẫn thấy quê hương đất nước ở Việt Nam, nơi ông đang dừng chân, là tuyệt vời. Ông mới làm được hơn 1 năm thôi, nhưng ông đã thấy được cái giá trị gọi là tuyệt vời nhất ở Việt Nam. Tôi tin rằng là Nguyễn Bác Quang cũng sẽ là một cái người thanh niên tiêu biểu của Việt Nam. Chúng ta đi đâu đi chăng nữa, nhưng mà về Việt Nam sống với ngôn ngữ, với văn hóa, với con người và giới thiệu cái điều tốt đẹp nhất đến với những người nước ngoài, đó là một hạnh phúc, đúng không? Rồi, chính xác. Thì một trong những cái lý do, những mục đích mà khi mà em hướng tới cái công việc khách sạn này ấy, là bởi vì mình cực kỳ khát khao mà mong muốn giới thiệu những cái đẹp của mình với lại người nước ngoài, và những cái đặc biệt là cái sự thân thiện của người Việt Nam mình, cái sự chào đón niềm nở của mình, em rất là muốn giới thiệu với người nước ngoài. Đó là cái một trong những cái mục đích mà mình khiến mình động lực để mình vừa học tập tiếng Anh rồi mình vừa trau dồi kiến thức của mình nữa. Đó là cái động lực rất là lớn của mình. Chỉ có mới 26 tuổi thôi, nhưng mà chúng qua cái cuộc nói chuyện này tôi thấy anh Quang là cũng là khá là già dặn. Có lẽ là cái cuộc sống như là cái con thuyền đằng sau lưng của Lê Lê kia kìa, lúc nào nó cũng sẵn sàng rời neo để nó ra khơi. Dạ vâng. Và nó cũng sẽ trở về cái bến mà nó cần thiết, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Xin chúc mừng Quang với cái niềm đam mê đó nha. Dạ. Và rất cảm ơn cái cuộc lắng nghe của quý vị khán giả của Việt Nam Today. Chúc quý vị một buổi sáng thứ hai bình yên.